để ăn thử và giới thiệu cho các bạn biết rồi này. Đây này các bạn ơi. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn biết nha. Đây là bánh quy Pokemon kem sô-cô-la đấy các bạn ạ. Và ở đây người ta có in hình một chú Pokemon này, màu vàng này, rất là ngộ nghĩnh luôn. À, Thanh Băng để lui ra đây cho các bạn xem với. Đây. À, con đúng rồi. Và bánh quy Pokemon này có một vị sô-cô-la và vị sữa trắng này các bạn này, trông rất là ngon luôn. Còn đây, đây là bánh quy Doraemon kem sô-cô-la. Và ở đây người ta có in hình một chú Doraemon và một anh Nobita. Đó chính là hai tay súng đấy các bạn ạ. Và ở đây cái kem này nó có một vị, đó chính là vị sô-cô-la. Và một vị mình rất là thích, đó chính là vị dâu đấy. Wow, trông rất là ngon luôn. Mình trông mình đã thèm rồi. Còn đây, đây là bánh ly. Bánh ly, bánh ly này có vị dứa này các bạn này, trông rất là đẹp, nó màu xanh này, có một chú sóc này, rất là dễ thương. Còn đây là bánh ly vị dâu này, nó màu hồng, nó cũng có một chú sóc rất là dễ thương đúng không nhỉ? Và bây giờ mình sẽ bóc ra để ăn thử cho các bạn biết nha. Wow, trông ngon quá các bạn ạ. Bây giờ Thanh Băng và Ngọc Ruby sẽ ăn thử và nói cảm nhận cho các bạn cùng nghe nhé. À, thế Ngọc Ruby thích ăn vị gì nhỉ con nhỉ? À, Ngọc Ruby lại thích ăn cái bánh ly trước vậy. Thanh Băng cũng bóc bánh ly ra để xem nào. À, trông có vẻ rất là ngon. Mẹ ơi, gì đây? Đâu, mẹ xem nào. Thế chị Băng bóc ra để giới thiệu cho các bạn nào. Cái đấy, đấy để chấm ấy. À, đúng rồi, cái đấy. Đâu, chị Băng mở ra cho các bạn xem nào. Wow, các bạn ơi, trong cái ly này người ta có hai ngăn. Một đúng ngăn đấy. Là để cái... để những cái chấm này, cái chấm đây là vị sô cô la này. À, người ta gọi là kem đấy, kem vị kem sô cô la vị dâu đấy các bạn ạ. Thế còn bên thèm. Trong là cái gì nhỉ? Còn thèm bên quá đây con ăn rồi. À, Ngọc Ruby thèm quá này, ăn trước rồi các bạn ạ. Còn đấy là đây là những que bánh quy này. À. Khi các bạn ăn các bạn sẽ chấm vào bên sô cô la này này. À, đó, chúng ta sẽ ăn. À, chị đang ăn thử và nêu cảm nhận cho các bạn cùng nghe nào. Ngon không ạ con? Có ạ. Ngon lắm. Ngọc Ruby ăn có ngon không? À, Ngọc Ruby bảo Ngọc Ruby mệt các bạn ạ. Thế Ngọc Ruby mệt thì con ăn nhiều vào cho khỏe nhé. À, có vị gì ở Thanh Băng? Nó có vị ngọt ngọt và hơi bùi bùi ạ. Đấy à, khi chấm với sô-cô-la thì nó có ngon không con? Có ạ, nó rất là ngọt. Và đây cũng là đồ ăn vặt là dành cho các bạn nhỏ đấy các bạn ạ. Tuy nhiên là các bạn không nên là lạm dụng ăn quá nhiều đồ ăn vặt ở cổng trường các bạn nhé. Mà chúng ta nên mua những cái bánh hộp bánh của hàng Việt Nam đấy các bạn ạ. Nó sẽ đảm bảo về vệ sinh an toàn thực phẩm hơn đó. Cái gì đấy con? Không sao. Thanh Băng ăn có ngon không con? Có. Thanh Băng đã ăn hết hai thanh thanh bánh quy rồi các bạn ạ. Thôi con để đây để dành nhé mẹ nhé. Con ăn tiếp thằng cái. Thôi con đậy cái nắp lại, con đậy cái nắp lại. À, bánh nó có vẻ rất là ngon các bạn ạ. Thanh Băng bỏ ăn ngọt ngọt và bùi bùi. Đấy, bây giờ Thanh Băng sẽ bóc đến cái hộp bánh thứ hai, đó là bánh quy Doraemon các bạn ạ. Còn đây bên màu trắng là bên vị sữa. À, sữa sô-cô-la. Thế con thử lấy bên trong hộp ra xem có gì. À, chắc không biết. À, không biết bên trong là có cái gì nhỉ. Chắc là bên trong là những que bánh quy á. À, Ngọc Ruby con bỏ cái kẹo vào miệng ra. Con đừng ngậm vào miệng. Ăn. Ừ. Bây giờ mình chỉ đã bóc ra để ăn nhá. À, chị Thanh Băng đang cắt ra để ăn các bạn. À, thế Thanh Băng bóc ra cho Ngọc Ruby nữa. Con cắt ra cho Ngọc Ruby. À, con đừng đổ ở đấy, con để ở đấy, con cầm ăn thôi. Ừ, à, bên trong nó cũng là bánh gì đấy? Bánh quy. À, cũng là bánh quy thôi các bạn ạ.
Đấy, và bây giờ tí để cắt nhá. À, bây giờ con sẽ bóc cái đồ để chấm đúng không vậy? Gọi là kem đấy. À, chị bong, chị băng sắp tóc ra rồi này. À, chị băng bảo rất là thơm các bạn ạ. Wow, chị băng để cao lên cho các bạn xem này. Đấy, wow, trông có vẻ rất là hấp dẫn luôn các bạn ạ. À, thì bây giờ sẽ lấy bánh gì nhỉ? À, sẽ lấy bánh quy và chấm với gì nhỉ? Kem sô cô la để ăn đúng không nhỉ? À, bạn băng đang chấm để ăn đấy các bạn. À, rồi con ăn thế nào con? À, bạn băng bảo ngon quá các bạn ạ. À, kéo đây Ngọc Ruby lấy kéo, thì băng lấy kéo cho Ngọc Ruby để Ngọc Ruby cắt nào. À, Ngọc Ruby bắt đầu bây giờ cắt, con cắt cẩn thận không vào tay nhá. Các con bé nhớ dùng kéo thì các bé cắt cẩn thận không vào tay nhá. À đây, chị Thanh Măng ăn con cảm nhận có vị gì hả con? Nó cũng ngọt ngọt và bùi bùi, thêm sữa sô cô la chấm vào nữa nó càng ngọt thêm. À thế à, nó càng ngọt quá, trông có vẻ rất là ngon luôn các bạn ạ. À, Ngọc Ruby đang chấm vị sô cô la đúng không? Con thấy có ngon không? Chấm vị chưa? À, Ngọc Ruby bảo chấm vị sữa, thế con chấm bên đấy là sô cô la mà, còn bên kia mới là sữa đúng không? Ồ, bên là sữa này và một bên là sô cô la đúng không? Vậy khi các con ăn, các bạn ăn thì các bạn có thể chấm cả vị sữa lẫn vị sô cô la được. Hoặc vị sữa với vị dâu đúng không nhỉ? Trông có vẻ rất là ngon không các bạn ạ? Wow. Bánh quy bơ ấy. Bánh quy bơ hảo hạng. Ông đi lấy thế nào quá? Ngon. À, rất là ngon hả? Con bây giờ sẽ chấm vị dâu này, sau đó đến chấm vị sữa này. À, đấy, chấm cả hai vị luôn. Ngon hơn nhiều. À, ngon hơn nhiều hả? Ừ, con ăn đi. Wow. Ăn nghe giòn tan đúng không nhỉ. Đi con ăn có con không? Con có nhá. À đúng rồi, con trả lời là con có. Thì ngoan nhỉ. À rất là ngon các bé ạ. Ngọc Ruby lưu ý khi con ăn con đừng nói nhá. Khi nào con nhai hết thì con mới nói với lịch sự nhỉ. Ngọc ăn nữa không? Ngọc Ruby ăn ngon quá nên nó bóc luôn cả hộp kia ra rồi các bạn ạ. Và có vẻ đây là đồ ăn vặt rất là ưa chuộng các bạn nói các bé ạ. Con để cái hộp kia lên trên này cho nó đọc rồi. Ngọc Ruby đang sắp đọc. Thanh Băng muốn thử xem vị sô cô la là kem có ngon không các bạn. Chấm thử cái của Ngọc Ruby đấy ạ. Ngọc Ruby để chấm vị dâu của chị Thanh Băng. À, ngon không? Ngon nào quá. À, rất là ngon đúng không? Có ngon không Thanh Băng? À, rất là ngon luôn. Ngọc Ruby ăn có ngon không con?
không có chứ. Banana này, châu. Rất là ngon. Các bạn ơi, và những cái hộp bánh quy vị sô-cô-la này rất là ngon. Nếu bé nào thích thì các bé hãy mua về để ăn thử nhé. Video của chị đến đây là hết rồi. Nếu các em thích video của chị thì hãy bấm like, đăng ký thành viên và chia sẻ video của chị cho mọi người cùng xem nhé. Cuối cùng chị xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video lần sau. Nào, cái hai bạn chào các bạn đi. Xin chào.